Tôi là Trần Huy Hiếu ha, hôm nay là mình 26 tuổi. Thì hôm 30 tháng 4 thì có bị té xe. Té xe thì bị trật khớp. Thứ thì cũng có vào bệnh viện để mà sơ cứu trước, thì nhưng mà ở đó nó bảo là bị nặng quá nên là không có tính mổ, nhưng mà mình không thấy bác sĩ bảo là nếu mà mổ thì sẽ bị dị tật về sau á, nên là mình cũng không có muốn mổ mà phải đi khám những chỗ khác. Thì qua 2-3 chỗ thì nó vẫn không có được, cũng không có xử lý mà đúng theo cái ý muốn của mình để hồi phục được hoàn toàn lại á. Thì có qua tâm anh thì gặp được bác sĩ giỏi, chẩn đoán ngay lập tức được là cái này có thể xử lý hoàn toàn được, mà cũng có dụng cụ để mà thay gọi là cái chõm khớp của mình nó bị bể, bị nát ra. Bệnh nhân đã được nắng cấp hiệu ở bệnh viện khác và đến với chúng tôi vào ngày thứ 5 của bệnh, và với tình trạng khớp hiệu rất là sưng nề, rất là sưng nề và đau. Trên phim X quang các bạn có thể thấy phim X quang và CT scan trước khi mà nắng thì có tình trạng trật khớp khuỷu lúc phía sau, và sau khi nắng thì chúng ta thấy có một cái đặc điểm rất là nổi bật ở đây là gãy nát cái chọc xương quay, và một phần, một cái mảnh của chọc xương quay nó đục thủng cái phần mềm của bên trong và nó chui xuống nằm ở phía dưới, và phần nằm ở phía dưới da tiết đằng xá của cái cẳng tay đấy, nó gợi ý một tình trạng tổn thương phần mềm rất là trầm trọng trong trường hợp này. Trước đó thì người ta chỉ có chỉnh gọi là chỉnh chật khớp lại thôi, còn những cái vấn chấn thương phía trong ví dụ như là đứt dây chằng hoặc là bể mõm xương nó vẫn còn nằm ở trong á, nên là mỗi lần mà cử động mà xương nó chảy là rất là đau, nên là ở nhà chỉ có giữ một chỗ như vậy thôi chứ không có cử động gì cả. Với tình trạng như vậy thì bệnh nhân được chỉ định mổ, và với ekip mổ của trung tâm chấn thương chỉnh hình thì bệnh nhân được lấy bỏ cái chòm quay và thay cái chòm quay nhân tạo, cũng như là khâu lại dây chằng bên ngoài, đính lại dây chằng bên trong, khâu lại bao khớp cũng như là gân cơ bị đứt của khớp khuỷu. Và một cái kết quả rất là hứa hẹn đó là sau khi mổ bệnh nhân có thể gấp toàn bộ tâm vận động từ duỗi 0 độ cho tới gấp 130 độ ở tư thế cẳng tay trung tính, cẳng tay ngửa, cẳng tay sấp trung tâm. Và những ngày sau đó bệnh nhân tiếp tục phục hồi. Vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì bệnh nhân có thể gấp được từ 30 độ cho tới 90 độ. Tuy nhiên bệnh nhân cái mức độ đau của bệnh nhân giảm dần. Và đến ngày thứ ba thì bệnh nhân có sự cải thiện về tầm vận động. Bệnh nhân có thể gấp từ 20 độ cho tới 110 độ. Và hiện tại vào ngày thứ tư của bệnh lý thì bệnh nhân sau khi mổ thì bệnh nhân tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng, tiếp tục sử dụng giảm đau và sử dụng một các loại thuốc để giảm cái tình trạng tạo xương lạc chỗ, một trong những biến chứng gây cứng khớp thường gặp ở khuỷu. Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, chúng ta cùng xin mời các bạn cùng thăm khám bệnh nhân với tôi. Vết thương như vậy nó khô đó ha, và tình trạng sưng nề nó cũng đỡ dần rồi ha so với những ngày trước. Rồi tốt. Okay. Còn mức độ gấp duỗi sao so với ngày trước nha, mình thử lại coi ha. Good, ok, rất tốt. Rồi, tự duỗi ra. Rồi. Rồi anh tự làm coi, anh tự gấp lên coi. Rồi, bây giờ anh tự duỗi ra em coi. Ok, khuỷu rất vững, tốt. Ok. Thôi giờ tốt quá ha. Bây giờ thì mình về nhà ngày hôm nay, tình trạng như vậy em có nghĩ có thể cho anh xuất viện ngày hôm nay ha. Tuy nhiên về nhà thì mình nhớ một số cái tư thế mà mình không tuyệt đối không nên làm trong thời gian đầu sau khi mổ. Thứ nhất là cái tay của mình á, không cho nó vèo vào trong, vèo ra phía ngoài, anh hình dung không? Rồi, cái thứ hai nữa, tuần đầu tiên thì mình duỗi tới 30 độ là được rồi. Và tới 90 độ sấp nữa. Ok, và bên cạnh đó những cái khớp còn lại rất quan trọng, cổ tay, bàn tay và cái vai, thì anh đeo cái nẹp buộc mình vô và mình cố gắng tập
thời gian rảnh mình cứ tập nha. Sẽ phù sẽ kích thích nó giảm phù nề cũng như là phục hồi nhanh hơn nha. Và cái thứ ba là mình không xách nặng trong thời gian này. Thời gian ít nhất là phải 2 tháng trước mổ, 2 tháng sau mổ ha. Và mình hạn chế té chống tay xuống nha. Ok. Sau phẫu thuật thì tay đã cử động được lại như cũ, là đập được và xoay được rồi. Thì bác sĩ bảo nếu mà vật lý trị liệu mà cố gắng thì có thể hoàn thành được, có thể hồi phục được là đến 98% sau trong vòng 1 tháng đến 2 tháng. Thì rất là bơn đất đỡ và nhiều rồi. Trước khi mổ thì coi như là chỉ cần đụng vào là đau, nhưng mà hôm nay thì có thể cử động mà không có đau rồi. Cử động trong biên độ bác sĩ cho phép thì không bị đau. Các bác sĩ và các y tá ở Bệnh viện Tâm Anh đã có một cái trình độ rất là cao và đã chữa trị chính xác theo cái bệnh của mình bị, mà để mình có thể hồi phục kịp thời và trở lại làm việc sớm nhất.